Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên tăng mạnh và hiện tại đứng ở mức 2.721 đô la Mỹ cho một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 103,46 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 68.200 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,082% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô đóng cửa tuần này bằng một phiên giảm mạnh, hiện tại đứng ở mức 69,3 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Cuộc xung đột đang leo thang, đặc biệt sau khi mà Hezbollah tuyên bố leo thang cuộc chiến với Israel, các nhà đầu tư đang đổ xô vào vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Theo ông Alexander Zumfer, một nhà giao dịch kim loại quý tại Hadeut Metal Đức đánh giá, những tuyên bố của Israel và đối thủ của họ là Hamas và Hezbollah về việc tiếp tục chiến đấu ở Gaza cũng như Liban đã phá vỡ hy vọng rằng cái chết của một thủ lĩnh quân sự Palestine có thể thúc đẩy kết thúc cuộc chiến ngày càng leo thang ở Trung Đông. Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới, đợt tăng giá hiện tại có vẻ không ngừng. Và với việc giá tăng lên mức cao mới, vàng đang có động lực tích cực để tiếp tục tăng giá. Điều quan trọng nhất đối với vàng hiện tại là đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi sự đánh giá cao so với tất cả các loại tiền tệ, chứ không chỉ riêng đồng đô la Mỹ. Trong trường hợp của tuần này, một đợt tăng giá đã được thúc đẩy bởi việc cắt giảm lãi suất của ECB, theo ông Colin Szczesinski, chiến lược gia thị trường chính tại SRA, Goldman Sachs nhận định. Căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến cho các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn như vàng vì sợ rủi ro và lo ngại về sự bất ổn của thị trường toàn cầu. Ngoài ra, những lo ngại xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và kỳ vọng về các chính sách tiền tệ nới lỏng cũng thúc đẩy đà tăng giá của vàng. Theo ông Nitrisa, chiến lược gia hàng hóa của công ty Wisdom Tree nhận định, những lo ngại về tình hình ở Trung Đông và cuộc bầu cử Mỹ cận kề đang tạo ra môi trường bất ổn, vốn là yếu tố có lợi cho các loại tài sản được xem là kênh trú ẩn an toàn như vàng. Các nguồn tin từ Reuters cho biết rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu hay gọi là ECB có khả năng sẽ cắt giảm thêm một lần lãi suất nữa vào tháng 12, trừ khi dữ liệu kinh tế cho thấy điều ngược lại. Theo ông Mark Layton, giám đốc toàn cầu về nghiên cứu hàng hóa tại Citi dự đoán, giá vàng sẽ đạt 3.000 đô la Mỹ cho một ao trong quãng thời gian từ 6 đến 12 tháng tới. Như một kho dự trữ tài sản trong thời kỳ bất ổn kinh tế cao của Mỹ và châu Âu, thúc đẩy nhu cầu ETF và đầu tư. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Nhìn chung tuần này, giá vàng nhẫn cuối tuần tăng khoảng 2 triệu đồng trên lượng so với đầu tuần, còn với giá vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 1,5 triệu đồng trên một lượng. Đến thời điểm tối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC thì hầu như không có nhiều thay đổi về giá. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn tiếp tục duy trì đà tăng. Với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 84 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 86 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này được áp dụng ở các hệ thống như Doji, PNG, Bảo Tín Minh Châu, hiện tại có Phú Quý và My Hồng, chiều mua vào đang cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại. Với Phú Quý thì được mua vào mức 84,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 86 triệu đồng trên một lượng. My Hồng mua vào mức 85,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 86 triệu đồng trên một lượng. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 84 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,30 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn 3 số 9 tại My Hồng mua vào ở mức 85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,60 triệu đồng trên lượng, tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng trên lượng mua vào, 400.000 đồng trên lượng bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Nhẫn tại PNG mua vào mức 84,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,70 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào, 160.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Nhẫn tròn Phú Quý 4 số 9 mua vào mức 84,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,85 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào mức 84,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,70 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 84,68 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,68 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin.
Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.950 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.340 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.260 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.360 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết từ ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. Phú Quý SJC mua vào 8.420.000, bán ra 8.600.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. My Hồng SJC mua vào 8.520.000, bán ra 8.600.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Khép lại phiên này thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC miền Bắc Hạ Long Hải Phòng mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. SJC miền Trung Huế Quảng Ngãi Nha Trang Biên Hòa mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. SJC miền Tây Bạc Liêu Long Xuyên Phan Rang Cà Mau mua vào 8.400.000, bán ra 8.600.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì đà tăng và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8.400.000, bán ra 8.530.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 8.400.000, bán ra 8.540.000. Vàng 4 số 9 mua vào 8.390.000, bán ra 8.500.000. Vàng 24K mua vào 8.215.8.000, bán ra 8.415.8.000. Vàng 18K mua vào 6.140.6.000, bán ra 6.390.6.000. Vàng 16K mua vào 5.545.6.000, bán ra 5.795.6.000. Vàng 14K mua vào 4.721.000, bán ra 4.971.000. Vàng 10K mua vào 3.309.9.000, bán ra 3.559.9.000. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.468.000, bán ra 8.568.000. Nhẫn 3 số 9 tại My Hồng mua vào 8.500.000, bán ra 8.560.000. Nhẫn 1 số 9 tại PNG mua vào 8.470.000, bán ra 8.570.000. Nhẫn tròn 4 số 9 Phú Quý mua vào 8.485.000, bán ra 8.585.000. Nhẫn tròn 4 số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 8.470.000, bán ra 8.570.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.